Tiếp tục thông tin về hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sau kỳ họp thứ 8. Sáng nay, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Quỳnh Khải cùng tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Đất Mới, huyện Nam Căn. Cử tri xã Đất Mới kiến nghị hiện nay tình trạng lộ giao thông nông thôn bị ngập nước do triều cường dẫn đến hư hỏng, sạt lở, gây mất an toàn giao thông, cần sớm được nâng cấp khắc phục. Một số tuyến dân cư thiếu cầu giao thông nên việc lưu thông khó khăn. Tình trạng sử dụng điện chia hơi mất an toàn vẫn còn tồn tại. Cử tri kiến nghị việc sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng tại một số ấp, tình trạng thu phí không hợp lý tại bến phà đưa rước khách ấp Bùi Mắt. Cũng trong sáng nay, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Cái Nước có buổi tiếp xúc cử tri xã Lương Thế Trân. Trong buổi tiếp xúc, cử tri phản ánh nhiều ý kiến như tình trạng ô nhiễm môi trường do xả thải từ các công ty thủy sản, một số dự án treo trên địa bàn xã gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, việc đền bù để thực hiện các dự án chưa thỏa đáng, các tuyến đường trong khu công nghiệp bị xuống cấp, việc tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa cụ thể rõ ràng, gây khó khăn cho người dân trong việc nắm bắt các quy định và tham gia. Con cua Cà Mau lần đầu tiên tham gia ngày hội lớn quy mô cấp tỉnh. Vốn là đặc sản trứ danh, nay hình ảnh thương hiệu cua Cà Mau càng được quảng bá. Nhân sự kiện ngày hội cua Cà Mau lần thứ nhất năm 2022 sẽ chính thức khai mạc vào 20 giờ hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về đặc tính và giá trị của cua biển Cà Mau, một ngành hàng mà tỉnh Cà Mau có nhiều lợi thế tiềm năng, mong muốn được hợp tác sản xuất, chế biến và tiêu thụ nâng cao giá trị gia tăng. Mời bạn đến với vùng đất cực Nam Việt Nam, nơi thiên nhiên ban tặng món quà vô giá, kiến tạo cảnh quan rừng biển trù phú và hài hòa với vô số đặc sản làm say lòng du khách. Trong đó, phải kể đến loài thủy sản 8 cẳng, 2 càng, 1 mai, 2 mắt, lọt top 100 món ăn đặc sản Việt Nam. Cua biển Cà Mau là đặc sản trứ danh bởi thịt ngọt, chắc, thơm ngon, gạch béo ngậy, có hàm lượng dinh dưỡng cao do đặc tính sinh trưởng trong môi trường tự nhiên dưới tán rừng ở vùng đất có ba mặt giáp biển. Sở dĩ gọi là cua biển vì loài cua này sinh sôi ở vùng ven biển, từ các cửa biển theo con nước vào các nhánh sông rạch, ao, đầm thuộc vùng nước mặn lợ để đào hang sinh sống. Trước những năm 1990 chỉ thu hoạch bằng hình thức đóng đáy và cua tự nhiên trong một số vuông nuôi tôm. Khi thị trường cua phát triển thì nghề nuôi cua phát triển theo, con cua trở thành một trong những ngành hàng chủ lực của tỉnh Cà Mau, vì thế chỉ đứng sau con tôm. Hiện nay, ngoài cua thiên nhiên từ sông biển, cua còn được người dân nuôi rộng khắp ở 8 huyện và thành phố. Cua được nuôi quanh năm, chủ yếu nuôi kết hợp trong vùng nuôi tôm quảng canh cải tiến, nuôi tôm rừng, tôm lúa với khoảng 250.000 hecta. Riêng loại hình nuôi chuyên cua khoảng 2.000 hecta. Khi cua đạt đến kích cỡ thương phẩm thì tiến hành thu hoạch bằng nhiều hình thức như câu, đặt rập, đặt lú, sổ cống. Nghề nuôi cua Cà Mau không phải là độc nhất, nhưng chất lượng cua của Cà Mau là ngon nhất và sản lượng nhiều nhất, khoảng 25.000 tấn mỗi năm. Khoảng 60% sản lượng tiêu thụ nội địa, 40% được xuất khẩu sang nhiều thị trường, mang lại giá trị thương phẩm trên 10.000 tỷ đồng mỗi năm. Để đáp ứng nghề nuôi cua ngày càng phát triển, số lượng quy mô các trại sản xuất cua giống, cơ sở ươm cũng tăng. Cùng với đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, cung cấp con giống cho thị trường trong và ngoài tỉnh, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng. Hiện nay, Cà Mau có khoảng 70 trại chuyên sản xuất cua giống, 600 trại sản xuất luân phiên giống tôm sú và cua, nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác và hàng trăm cơ sở ươm giống cua. Sản lượng tăng dần qua từng năm phục vụ nhu cầu thị trường. Chất lượng làm nên thương hiệu. Năm 2015, thương hiệu cua Nam Căn Cà Mau được Cục Sở hữu trí tuệ chứng nhận nhãn hiệu tập thể. Mới đây, cua Cà Mau được cấp văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Đây là cơ sở pháp lý và là hệ thống các công cụ để tăng cường việc quản lý, kiểm soát và quảng bá thương hiệu cua Cà Mau. Để bảo vệ thương hiệu đặc sản trứ danh này, Cà Mau đã và đang nghiên cứu áp dụng các giải pháp công nghệ giúp người tiêu dùng truy xuất nguồn gốc, phân biệt đâu là cua Nam Căn chính hiệu, đâu là cua đánh cấp nhãn hiệu. Cua phải đặt gạch và thịt từ 90%
mới được mang tem nhãn hiệu cua năm căn Cà Mau. Cua biển Cà Mau cũng có 5-7 loại. Cách định danh từng loại cua như thế nào cho chuẩn xác thì không phải ai cũng rành. Cua đực lúc còn nhỏ gọi là cua xô. Cua đực khi có trọng lượng tương đối khoảng 400 gram thì gọi là cua y. Cua y cũng chia ra nhiều loại, y nhất, y nhì. Tùy theo màu sắc càng cua mà gọi là càng sen hay càng đỏ. Loại càng đỏ còn có tên gọi khác là cua càng lửa. Loại càng sen màu xanh dịu, thịt chắc ngọt, lành tính. Cua càng đỏ thì hung hăng hơn, thịt kém vị hơn. Cua cái khi còn nhỏ gọi là cua yếm vuông, qua nhiều lần lột xác trở thành cua cái, sau thời gian trở thành cua gạch son. Cũng có những con cua cái vì lý do nào đó mà không lên gạch được thì gọi là cua cái điếc. Loại cua hiếm và ngon bậc nhất là cua cốm hay cua hai da. Dòng đời sinh trưởng của cua Cà Mau gắn liền với môi trường thổ nhưỡng nơi đây. Thường mùa cua ngon nhất kể từ tháng 8 âm lịch trở đi. Cua biển Cà Mau có thể chế biến thành vô số món ăn ngon và hấp dẫn như cua nướng, cua luộc, rang me, rang muối, nấu bánh canh, lẩu riêu, cua xào bông súng. Gần đây, nhiều hộ gia đình, hợp tác xã, cơ sở chế biến đã sử dụng nguyên liệu cua địa phương để làm ra bánh phồng cua, thịt cua cấp đông, được người tiêu dùng rất ưa chuộng. Mỗi món ăn mang nét văn hóa ẩm thực độc đáo và cách mà người dân Cà Mau tiếp đãi khách phương xa trên bàn ăn luôn có món cua trong top 100 đặc sản Việt Nam, cũng thể hiện được sự hào sảng của người miền Tây. Cua hay các sản phẩm từ cua còn được chọn làm quà tặng cho bạn bè, người thân. Còn đối với du khách khi đến Cà Mau, muốn tìm hiểu về nghề nuôi cua biển, trải nghiệm câu cua, đặt rạp cua, móc cua, thử tài trối cua và thưởng thức vị ngọt, thịt chắc, gạch béo ngậy, thì có thể tìm đến các điểm dừng chân, điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện Nam Căn, Ngọc Hiển, kết hợp tham quan trải nghiệm xuyên rừng, check-in bãi bồi, chạm tay vào mốc tọa độ quốc gia GPS 0001, đánh dấu điểm cực Nam Việt Nam, tìm hiểu về những công trình ý nghĩa tại đất mũi như công trình biểu tượng cột cờ Hà Nội tại mũi Cà Mau, đền thờ Lạc Long Quân, tượng mẹ. Lưu trú tại Cà Mau, du khách còn được khám phá nhiều điểm đến hấp dẫn khác như vườn quốc gia U Minh Hạ, hòn đá bạc, đầm Thị Tường, tìm hiểu về nhiều di tích văn hóa lịch sử ở Cà Mau hay nghe những câu chuyện kể thú vị của nghệ nhân dân gian Nguyễn Long Phi, Bác Ba Phi, trong đó có câu chuyện kể con cua chúa. Chương trình nghệ thuật tổng hợp khai mạc Ngày hội cua Cà Mau lần thứ nhất năm 2022 sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ hôm nay tại quảng trường phường 5 thành phố Cà Mau. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng CTV, các nền tảng mạng xã hội Facebook, YouTube của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau, tiếp sóng trên VTV5 Tây Nam Bộ Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Phát thanh Truyền hình các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long cùng nhiều tỉnh phía Bắc. Trước khi diễn ra chương trình khai mạc, chiều nay đã diễn ra lễ hội đường phố Ngày hội cua. 9 xe diễu hành trang trí theo thiết kế nhằm tôn vinh những sản vật của Cà Mau, hoạt động văn hóa văn nghệ, múa lân sư rồng, trống khai hội, đơn ca tài tử và các tiết mục tập thể sôi động đã tạo nên không khí rộn ràng, rực rỡ sắc màu cho lễ hội đường phố Ngày hội cua Cà Mau. Đoàn xe xuất phát tại quảng trường phường 5, nơi diễn ra nhiều hoạt động chính của Ngày hội cua Cà Mau, diễu hành qua các cung đường chính nội ô thành phố Cà Mau như đường Trần Hưng Đạo, đường Phan Ngọc Hiển, đường Lê Duẩn, đường Ngô Quyền, đường Nguyễn Tất Thành, đường An Dương Dương, đường Lý Thường Kiệt, đường 3 tháng 2, đường Lê Thị Riên. Hoạt động diễu hành sẽ diễn ra trong 3 đêm, góp phần tăng thêm sinh khí sôi nổi cho Ngày hội cua Cà Mau lần thứ nhất năm 2022. Sở hữu trí tuệ hiện đóng vai trò hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, nhất là trong xu thế hội nhập sâu và toàn diện. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức hội thảo đổi mới sáng tạo trong hoạt động phát triển tài sản trí tuệ địa phương. Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Đinh Hữu Phí, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử dự và chủ trì hội thảo.
Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Giang Sử cho biết, xây dựng và bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp cho các sản phẩm đặc sản, đặc thù địa phương luôn là mối quan tâm của tỉnh. Tính đến nay, Cà Mau có 26 sản phẩm được bảo hộ dưới hình thức nhãn hiệu tập thể, chứng nhận và bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Tuy nhiên, công tác xây dựng và phát triển quyền sở hữu công nghiệp đối với các sản phẩm đặc sản, đặc thù vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh. Một số ngành, huyện và doanh nghiệp chưa quan tâm đúng mức cho hoạt động xây dựng và bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, chưa có sự đầu tư thỏa đáng để tạo ra những sản phẩm đặc sản đặc thù. Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận nhiều nội dung xung quanh vai trò trách nhiệm cấp ủy chính quyền trong quản lý, phát triển tài sản trí tuệ của Cà Mau, giải pháp phát triển tài sản trí tuệ của Cà Mau, vai trò tổ chức kiểm soát, quản lý và sử dụng tài sản trí tuệ, cùng một số tham luận của các doanh nghiệp, công ty, hợp tác xã trong việc xây dựng và bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp cho các sản phẩm đặc sản đặc thù. Sáng nay, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội thảo khoa học khai thác lợi thế phát triển du lịch nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Cà Mau có tiềm năng lớn về du lịch sinh thái, du lịch địa lý, du lịch biển và được phát triển xuyên suốt trong thời gian qua. Bên cạnh đó, du lịch nông nghiệp phát triển khá tốt. Điểm du lịch cộng đồng tăng và phát triển với 4 điểm du lịch cộng đồng trong năm 2013, tăng lên 19 điểm du lịch cộng đồng trong năm 2022. Tuy nhiên, qua khảo sát, giá trị thu nhập từ du lịch nông nghiệp vẫn chưa cao, khai thác chưa xứng với tiềm năng sẵn có, chưa mang lại những giá trị thiết thực đối với lợi ích của cộng đồng. Tại buổi hội thảo, các nhà khoa học trình bày về các nội dung như thực trạng và giải pháp khai thác lợi thế phát triển du lịch nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau, khai thác lợi thế ngành nông nghiệp để phát triển du lịch bền vững trên địa bàn tỉnh, kinh nghiệm quốc tế trong phát triển du lịch nông nghiệp và bài học kinh nghiệm cho tỉnh Cà Mau, đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp, góp phần phát triển bền vững du lịch nông nghiệp. Qua đó, cùng nhau thảo luận, nhìn nhận những khó khăn còn tồn tại, đồng thời đề ra những giải pháp thích hợp, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch nông nghiệp của tỉnh. Thưa quý khán giả, trồng dưa hấu đem lại lợi nhuận khá cao vào dịp Tết. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, thời tiết thất thường nên nghề trồng dưa hấu Tết cũng gặp không ít khó khăn. Đối với vụ dưa hấu Tết năm nay, sự xuất hiện của những cơn mưa trái mùa ở thời điểm đầu vụ đã làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của dưa. Thực tế này khiến người trồng dưa thấp thỏm lo âu. Ghi nhận tại vùng chuyên canh dưa hấu xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau. Vụ dưa Tết này, gia đình ông Thái Văn Năm tiếp tục chọn giống dưa hấu mặt trời đỏ để trồng với diện tích hơn 2 công. Hiện tại, dưa đã được khoảng 50 ngày tuổi. Ông Năm cho biết thời tiết năm nay không thuận lợi cho vụ dưa hấu Tết. Mưa nhiều nên dưa bị thối rễ, gia đình phải trồng dặm lại. Chi phí, công chăm sóc đều tốn kém hơn so với mọi năm, sản lượng chắc chắn cũng sẽ sụt giảm. Những ngày này, ông Năm đang tiến hành sửa sang lại các luống dưa. Đây là công đoạn quan trọng, người trồng dưa cần điều chỉnh cho các dây bò song song nhau theo thứ tự thẳng gốc với hàng trồng. Không để dây quấn chồng lên nhau sẽ ảnh hưởng đến năng suất dưa và gây khó khăn trong việc tuyển trái. Cây con là bị oi nước nhiều, thành ra mà cây con mà nó chết một lỗ, cho đó là nó mất hết một dây, cho đó là mất hết một trái. Nó chậm phát triển đi cái thời gian. Thành ra cây con nó dở rồi, bà con dặm tới dặm lui ba lần, thành ra cái dưa nó cũng không đạt được hung. Đến thời điểm bây giờ thì coi như dưa cũng tương đối tạm ổn thôi. Hộ bà Cao Mỹ Hiền có hơn 8 công đất trồng dưa hấu, giống dưa được chọn là An Tim, dưa Mỹ và dưa không hạt. Bà Hiền cho biết dưa hấu ở giai đoạn đầu vụ rất nhạy cảm với dịch bệnh, nhất là thời tiết có mưa và không khí lạnh. Khi dưa bị bệnh hoặc phát triển kém, nông dân sẽ tốn thêm chi phí phân thuốc. Lúc đó, chi phí đầu vào sẽ đội lên rất nhiều, người trồng dưa sẽ rất khó có lãi. Phải xịt thuốc rồi đốm lá, vàng lá gì, cái chi phí là nhiều, nhiều hơn năm rồi, gấp đôi luôn. Nói chung là mong cái giá giờ phân bón gì, thuốc men gì nó cũng lên hết trơn, mong cái giá là nó nhích lên chút cho nó được cái ngang ngang tầm tầm với đồng tiền như mỗi năm để mình trang trải ăn uống rồi thôi. Vụ dưa hấu Tết năm nay, toàn xã Lý Văn Lâm có khoảng 140 hộ trồng, diện tích hơn 94 hectare, trong đó có 22 hectare trồng theo mô hình việt gáp, tập trung chủ yếu tại các ấp Thạnh Điền, Bào Sơn, Bà Điều và ấp Chánh.
Trước ảnh hưởng bất lợi của thời tiết, ngành chuyên môn khuyến cáo nông dân cần thường xuyên thăm đồng, kiểm tra tình hình dịch bệnh nhằm sớm phát hiện và xử lý kịp thời. Hơn hết, người trồng dưa hấu đang hy vọng từ nay đến ngày thu hoạch thời tiết thuận lợi và giá bán cao hơn để người dân có được lãi. Tiếp tục chuyến công tác tại Cà Mau, sáng nay đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đi kiểm tra thực tế một số trường học trên địa bàn thành phố Cà Mau. Đoàn đánh giá cao việc triển khai các nội dung, đặc biệt là việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 tại các điểm trường. Đoàn cũng ghi nhận một số khó khăn như ở cấp tiểu học còn thiếu giáo viên môn tin học và tiếng Anh, việc dạy và học hai buổi trên một ngày gây khó khăn cho phụ huynh trong việc đưa rước con em. Nhu cầu trường bán trú cấp tiểu học, đặc biệt là ở tuyến xã rất lớn. Các điểm trường tiểu học chưa có nhân viên thư viện chuyên trách. Tại buổi làm việc, thành phố Cà Mau kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nên tổ chức tập huấn chương trình giáo dục phổ thông 2018 trực tiếp và có bộ tài liệu bằng bản in để cán bộ giáo viên dễ tiếp cận hơn. Ngoài ra, việc hạ chuẩn tuyển dụng viên chức cần phải triển khai nhanh để địa phương dễ thực hiện. Bên cạnh việc đẩy mạnh cấp căn cước công dân và cài đặt tài khoản định danh điện tử cho người dân tại các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, hiện nay, Công an tỉnh Cà Mau còn tăng cường đến các cơ quan, công ty, trường học để tuyên truyền hướng dẫn cho cán bộ, công nhân viên và sinh viên cài đặt tài khoản định danh điện tử mức độ 1 và 2. Hoạt động này đã và đang góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án 06 trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Tại Trường Đại học Bình Dương phân hiệu Cà Mau, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội đang thu thập thông tin để cấp căn cước công dân, thu nhận dữ liệu để cài đặt tài khoản định danh điện tử mức độ 1 và 2 cho sinh viên. Việc tạo điều kiện thuận lợi trong việc đăng ký cũng như cài đặt tài khoản định danh điện tử được nhà trường và sinh viên đồng tình ủng hộ. Việc mà đến trực tiếp tại phân hiệu để hướng dẫn các bạn sinh viên thì thứ nhất là giúp cho các bạn tiết kiệm được thời gian cũng như là tiết kiệm được công sức để các bạn làm thẻ định danh điện tử. Cái thứ hai là do một số bạn sinh viên cũng chưa nắm bắt được về cái thông tin của VNID để có thể tự cài đặt, cho nên là cái việc trực tiếp đến để hướng dẫn các bạn thì vô cùng ý nghĩa. Không những hướng dẫn cài đặt, tổ công tác còn trình chiếu các video clip tuyên truyền về những lợi ích của việc cài đặt tài khoản định danh điện tử. Qua đó, nhiều sinh viên đã tiếp thu nhanh chóng và hỗ trợ bạn bè, gia đình cài đặt. Tổ chức những cái buổi tập huấn, những buổi hướng dẫn cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các sở ban ngành cấp tỉnh, ủy ban nhân dân huyện, thành phố, nhất là những cán bộ mà tiếp xúc với nhân dân để giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, nắm rõ về việc cài đặt, về những cái tiện ích, lợi ích mà ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID mang lại. Theo quy định, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, sổ hộ khẩu, giấy tạm trú sẽ hết giá trị sử dụng. Chính vì vậy, việc đăng ký căn cước công dân cũng như sử dụng tài khoản định danh điện tử là vô cùng cần thiết. Một khi người dân đã đăng ký, cài đặt xong và được tích hợp vào căn cước công dân, thì khi thực hiện các công việc thiết yếu như giao dịch làm ăn, khám, chữa bệnh, rất thuận tiện và nhanh chóng. Vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng nay, chiều cường xuất hiện khiến nhiều tuyến lộ giao thông, điểm trường học và nhà dân trên địa bàn huyện Ngọc Hiển bị ngập sâu. Triều cường kết hợp với sóng biển làm mực nước lên cao và nhanh khiến cho những điểm trường học, lộ giao thông có nền thấp đều bị ngập. Nước tràn vào nhà những hộ dân sống gần cửa sông, cửa biển, gây hư hỏng tài sản. Nhiều bờ vuông nuôi tôm của người dân cũng bị dở, gây thiệt hại về kinh tế. Theo ngành chuyên môn, đỉnh triều sẽ xuất hiện từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 12. Do đó, người dân cần phải chủ động be bờ, gia cố vuông tôm để tránh tình trạng nước tràn vào gây thất thoát thủy sản. Đối với các tuyến đường giao thông nông thôn bị ngập nước, cần đắp đất nâng cao nền và cắm biển cảnh báo để người dân đi lại an toàn hơn. Những hình ảnh mà chúng tôi vừa chuyển đến quý vị cũng đã khép lại chương trình thời sự 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh Truyền Cà Mau. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.